Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Mai Hương, tôi bị mổ thoát vị địa đệm cách đây cũng 10 năm. Và sau khi mổ thì cái bên chân trái của tôi là nó bị tê. Và tôi cũng sau khi hậu phẫu tôi cũng đi chữa, nhưng mà bác sĩ cứ bảo là cái đó cũng giống như là một cái phản ứng phụ của sau khi hậu phẫu, có lẽ là rất lâu nó mới hết. Và kể từ ngày năm đó trở lại tôi vẫn cứ bị tê. Và hôm nay thì tôi cũng đến đây thử cái phương pháp do thầy Dương Văn Châu trình bày. Tôi biết được ở trên mạng, và nhờ tôi cũng nhờ và nãy giờ các bác bấm huyệt. Khi mà bấm huyệt là cái ngón chân tôi rất là đau, tôi cũng nhăn mặt. Nhưng mà bấm một lúc sau thì tôi thấy là mấy cái ngón chân của tôi giờ nó đỡ hẳn trên gần 50%, tức là cái sự tê của nó đó, tê và gần như là nó không có cảm giác á. Bây giờ cái nó nhẹ nhẹ, tôi có thể quấy mấy cái ngón chân tôi, nó rất là thoải mái. Cái thứ hai nữa là tôi bị đau khớp gối, tôi đau khớp gối cũng lâu lắm rồi. Tôi đi cố gắng, tôi đi tập thái cực quyền buổi sáng để cho nó cải thiện cái khớp gối của tôi, nhưng mà tôi càng tập nó lại cứ hay đau, nó sưng đến nỗi mà tôi phải băng khớp gối trước khi tôi đi tập để nó không bị đau. Và tôi cũng nói với anh lại hướng dẫn tôi nói là tôi mỗi lần tôi ngồi xuống đến đây thôi, tôi không dám ngồi nhiều bởi vì đau lắm, cho nên tôi không dám ngồi nhiều. Nhưng mà anh cũng bấm huyệt mấy cái đầu gối tôi, và bây giờ tôi có thể ngồi xuống đây. Một cách dễ chịu, không có còn đau như là lúc trước khi mà tôi đi đấy. Tôi rất là cảm ơn chương trình, rất là cảm ơn tất cả các anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây và để cho tôi có thể chữa được bệnh. Xin cảm ơn, và tôi cũng nhất quyết là tôi sẽ học lớp này, bởi vì rất nhiều người trong sân vận động của chúng tôi cũng bị đau như tôi. Xin cảm ơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.